chúng tôi nói gì không ạ? Vâng, đến thời điểm này thì thông tin về hai con tàu du lịch này là như thế nào rồi ông ạ? Thông Bùi Trung Nghĩa. Hiện nay là hai con tàu du lịch này là một tàu tên là Hoàn Tàu, một tàu mang tên là Ánh Dương. Thì hiện nay thì hai con tàu này thì đã riêng con tàu Hoàn Cầu thì chúng tôi đã cứu vớt được 4 người. Còn tàu Ánh Dương thì hiện nay thì chưa cứu vớt được. Tôi đang tiếp tục tiếp cận để vâng, xin được cảm ơn ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay từ khi cơn bão số 1 hình thành và đi vào bờ biển Việt Nam, thì Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã luôn luôn theo dõi sát diễn biến và có những hoạt động tích cực trong phòng chống và ứng cứu khi cần thiết, đặc biệt là đối với các tàu thuyền. Các điểm nóng, chuẩn bị các phương án ứng cứu nếu sự cố xảy ra. Đêm 16 và sáng ngày 17, Ủy ban đã phối hợp điều 3 tàu với đảo về thì trong cả ngày hôm nay, diễn biến thời tiết tại tỉnh Nam Định vẫn chưa có gì bất thường, nhưng mà bắt đầu từ 6 giờ tối nay thì Nam Định đã bắt đầu có gió to và kèm theo đó là mưa cũng rất là to. Và thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã nối được cầu truyền hình với phóng viên Xuân Tùng hiện đang có mặt tại thành phố Nam Định. Vâng, xin mời anh Xuân Tùng ạ. Vâng, chào anh Công Minh, chào quý vị khán giả. Tôi đang đứng ở phố Hà Huy Tập, một trong những con phố chính của thành phố Nam Định. Và như quý vị khán giả thấy, trời đã bắt đầu mưa và gió đã thổi trên các ngọn cây của thành phố này. Hiện nay thì tôi đang có mời đến cuộc trao đổi ngắn này Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, ông là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và là thành viên của Ban phòng chống lụt bão của tỉnh. Thưa Thiếu tướng, tôi biết là khán giả cả nước thì luôn lo lắng về sự an toàn của những tuyến đê ở Nam Định, bởi vì Nam Định có một tuyến đê biển rất là dài. Thế thì năm nay chúng ta có chuẩn bị gì khác so với năm trước ạ? Như các bạn đã biết là riêng đối với Nam Định có 72 km bờ biển và có 4 cửa sông. Năm 2010 và đặc biệt là được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm thì tất cả những vùng xung yếu của 72 km bờ biển này đều được là gia cố và với một cái kiên cố hết sức là vững chắc. Đặc biệt là chuẩn bị bước vào mùa mưa bão thì các cái lực lượng đã được triển khai đối với các ban phòng chống lụt bão của các huyện đều được triển khai. Cả Nghĩa Hưng, Giao Thủy và Hải Hậu đều triển khai cách hết sức là đầy đủ với phương châm 4 tại chỗ, cùng với sự kiên cố hóa của đê biển, cùng với phương châm tại chỗ. Do vậy nên ngay từ chiều hôm qua thì các bạn đã biết là tất cả các cái vùng xung yếu và các tuyến đê đã đều được gia cố cách hết sức vững chắc. Do vậy nên là mùa mưa năm nay và đặc biệt là cơn bão số 1 thì có thể khẳng định một điều rằng cho đến giờ này có thể hết sức yên tâm. Thưa Thiếu tướng, có thể nói là chúng ta đang đứng rất là gần với cơn bão số 1 rồi. Thế thì cái cảm nhận của riêng ông về cái sự nguy hiểm của cơn bão này với Nam Định năm nay như thế nào? Có thể phải khẳng định rằng là ban phòng chỉ huy phòng chống lụt bão của sau khi nhận được điện của ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương thì ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Nam Định và tất cả các huyện đã đều một cách triển khai một cách nghiêm túc, biết rằng dù rằng cơn bão thì đều gây ra thiệt hại, nhưng mà cái điều quan tâm nhất của ban phòng chống lụt bão của tỉnh Nam Định là quan tâm đến người và tài sản. Do vậy nên là cho đến giờ này thì tất cả các lực lượng ở các cái ban phòng chống lụt bão các huyện điểm bảo vệ thì tất cả cái số mà người ở trong vùng tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm đã được đưa vào sơ tán khu vực an toàn. Và riêng đối với lực lượng công an thì chúng tôi đã triển khai cho đến giờ này đã triển khai một cách tuyệt đối và tất cả những hộ chính sách, hộ cô đơn và những cái vùng của các nhà có vẻ nguy hiểm đã được đề cập và triển khai một cách hết sức nghiêm túc và một cái nơi an toàn nhất. Thưa Thiếu tướng, xin được ông hỏi một câu hỏi ngắn thôi. Cho đến giờ này thì có thể chúng ta chưa có những cái thống kê đầu tiên, bởi chúng ta đang ở thành phố Nam Định cách xa vùng bờ biển hàng chục cây số. Thế nhưng mà cách chúng ta thu thập thông tin trong thời gian tới, trong đêm nay, sáng mai sẽ như thế nào? Những điều này thì khi mà cơn bão mới bắt đầu đổ bộ vào đất liền và đặc biệt trong đó có Nam Định thì những điểm thiệt hại cho đến giờ này thì theo các cái trung tâm bảo vệ thì chưa phát hiện ra được nhiều gì lớn. Và mới là những cái vấn đề là mà đang cần phải quan tâm thì từ giờ đến đêm chúng tôi tiếp tục tập hợp để báo cáo về ban phòng chống lụt bão trung ương. Xin cảm ơn Thiếu tướng. Thưa quý vị các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cơn bão vào những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin mời anh Quang Minh. Vâng, thầy Xuân Tùng, ở đây thì tôi chỉ có thêm một câu hỏi nhỏ thôi. Qua phần trao đổi của ông Phan Văn Vĩnh là giám đốc công an tỉnh, chúng ta có thể thấy rằng là Nam Định đã chuẩn bị rất là kỹ cho cơn bão này. Tuy nhiên như anh đã thông báo rằng là trong cả ngày hôm nay thì tình hình thời tiết tại Nam Định là tương đối là ổn định và cũng mới chỉ có mưa thôi. Vậy thì không hiểu là qua cái quan sát của anh thì cái sự chuẩn bị của người dân thành phố Nam Định như thế nào, họ có thực sự là họ lo lắng cho cơn bão này không ạ? Thưa quý vị khán giả, có lẽ là
từ năm 2005 rồi 2007 thì người dân của tỉnh Nam Định đã chứng kiến sự khốc liệt của bão khi đổ bộ vào, đặc biệt là khi mà đê biển bị vỡ. Cho nên bằng cảm nhận của tôi trong 2 ngày ở Nam Định thì sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tất cả những đê quai đều được gia cố rất là chặt chẽ và người dân thì đều đã có tinh thần sẵn sàng đối phó với cơn bão này. Anh Quang Minh. Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Tùng. Vâng, thưa quý vị khán giả, và lúc này thì chúng tôi cũng đã nối được cầu truyền hình với phóng viên Việt Hùng hiện đang có mặt tại thị trấn Phát Diệm của huyện Kim Sơn.